Xin chào các bạn, nước Mỹ có hơn 4.900 trường cao đẳng, học viện, đại học cung cấp các khóa học đại học và sau đại học cho hơn 900 chuyên ngành khác nhau, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế có thể lựa chọn được chương trình học đúng mục đích và phù hợp. Do đó, bạn sẽ dễ dàng tìm được một trường cũng như là một cái chuyên ngành mà mình yêu thích. Thì hôm nay, du học Tân Đại Dương xin chia sẻ thêm về chương trình việc làm cho du học sinh khi đến Mỹ du học thì như thế nào các bạn nhé. Thì theo quy định của cơ quan nhập cảnh và di trú Hoa Kỳ, sinh viên quốc tế chỉ được quyền làm việc trong khuôn viên trường với số giờ làm việc tối đa là 20 giờ trong năm học. Vào các dịp nghỉ như là Giáng sinh, Winter Spring Break, nghỉ hè thì sinh viên được làm thoải mái, không hạn chế thời gian. Đối với chương trình Optional Practical Training thì thông thường các sinh viên thuộc dạng visa F1, du học sinh tự túc được quyền làm thực tập trong thời gian tối đa là 12 tháng, có thể là sau khi tốt nghiệp hoặc là trong thời gian học. Tuy nhiên, sinh viên phải đáp ứng được hai điều kiện, đó là thứ nhất, bạn phải là sinh viên học toàn thời gian, ít nhất là 9 tháng vào thời điểm nộp đơn. Thứ hai, công việc thực tập của bạn phải liên quan trực tiếp đến ngành học ghi trên E20 hoặc là chuyên ngành mà bạn chọn. Nếu như bạn làm practical training trong lúc đi học thì thời gian đó sẽ bị trừ vào khoảng thời gian là 12 tháng sau khi tốt nghiệp. Ví dụ thời gian internship dưới dạng OPT 2 tháng trong mùa hè nào đó thì sau khi tốt nghiệp bạn chỉ có quyền làm theo kiểu OPT tối thiểu là 10 tháng. Lưu ý là làm việc bên ngoài trường phải học ít nhất là 9 tháng mới được nộp đơn xin đi làm dạng OPT, thời gian là xét 3 tháng. Lưu ý làm việc bên ngoài trường phải học ít nhất 9 tháng mới được nộp đơn xin đi làm dạng OPT, thời gian xét là 3 tháng. Được đi làm khi được sở nhập tịch và di trú cấp EAD. Thì OPT trước khi hoàn tất chương trình cử nhân thì phải học full time, làm việc từ 20 giờ một tuần, làm full time trong hè. Đối với OPT sau khi hoàn tất cử nhân thì nộp đơn xin trước khi hoàn tất khóa cử nhân, làm full time là 40 giờ một tuần, làm tối thiểu 14 tháng sau khi hoàn tất khóa học. Ngoài chương trình việc làm thêm thì Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu với các bạn các trường cao đẳng cộng đồng với học phí thấp như là trường Houston Community College, học phí là 4.630 đô la Mỹ một năm. Thì trường cao đẳng cộng đồng Houston được thành lập năm 1976. Khuôn viên của trường tọa lạc tại vùng Houston của bang Texas. Trường có 6 khuôn viên chính: khuôn viên trung tâm, đông bắc, tây bắc, tây nam, đông nam và Coleman, dạy trong lĩnh vực y khoa. Những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng Houston cho phép các sinh viên lấy bằng trong 2 năm để chuyển đến các trường đại học bang Texas. Các sinh viên của trường cao đẳng cộng đồng Houston được dạy rất là nhiều chuyên ngành toàn thời gian và bán thời gian từ các trường khác nhau với nền tảng chuyên sâu như là quản trị kinh doanh, marketing, nghệ thuật thương mại, y khoa, công nghệ thông tin, thương mại, sản xuất và xây dựng, kiến trúc và xây dựng, phúc lợi cộng đồng, khoa học xã hội, quản trị du lịch và khách sạn, phát triển nhân lực, kỹ thuật liên quan đến ngành kỹ sư và khoa học. Thứ hai đó là trường Green River, học phí là 9.900 đô la Mỹ một năm. Thì trường Green River Community College là một trường cao đẳng cộng đồng hệ công lập 2 năm, được công nhận chính thức, nằm gần thành phố Seattle, Washington. Đây là một môi trường học tập tuyệt vời, an toàn, sạch đẹp và rất là thân thiện, thu hút trên 9.000 sinh viên, trong đó là có hơn 1.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau. Thì trường cung cấp các chương trình học đa dạng để chọn lựa, bao gồm như là chương trình Anh ngữ chuyên sâu, chuyển tiếp đại học, cao đẳng nghệ thuật, đào tạo khoa học, hoàn tất chương trình trung học, cấp chứng chỉ và chứng nhận đào tạo nghề. Sinh viên được học tập dễ dàng, được quan tâm sâu sắc và được chuẩn bị chu đáo cho các chương trình học nâng cao tại các trường đại học hệ 4 năm. Thứ ba là trường Santa Ana College, học phí là 6.384 đô la Mỹ một năm. Thì trường đại học Santa Ana College được viết tắt là SAC sẽ tròn 100 năm tuổi vào năm 2015. Và hiện nay có khoảng 18.000 sinh viên theo học mỗi kỳ tại trụ sở chính của trường, nằm tại thành phố Santa Ana. Ngoài ra còn có 13.000 sinh viên theo học tại chi nhánh của trường là trường bổ túc School of Continuing Education, tọa lạc tại trung tâm Centennial Education Center. Là một trong những trường đứng đầu nước Mỹ về cấp bằng tốt nghiệp 2 năm cho sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha và sinh viên Á Châu, thì trường đại học Santa Ana còn được biết đến trên toàn tiểu bang California về những chương trình huấn luyện bao quát cho y tá, lính cứu hỏa, nhân viên công lực và nhân viên khác thuộc ngành y. Thì trường đại học Santa Ana là một trong hai trường đại học với chương trình học bao quát trực thuộc khu học chánh đại học cộng đồng Rancho Santiago. Thứ tư là trường Richland College, học phí là 4.000 đô la Mỹ một năm, được thành lập năm 1972. Richland College là trường cao đẳng lớn nhất trong hệ thống cao đẳng cộng đồng Dallas. Richland College là trường cao đẳng cộng đồng đầu tiên được giải thưởng danh giá nhất dành cho những hoạt động xuất sắc của Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Thương mại.
thì chương trình đào tạo của trường đó là chứng chỉ tiếng Anh dự bị ESL, chương trình cao đẳng, chuyển tiếp đại học. Chương trình học này tương đương 2 năm đầu của các trường đại học. Các sinh viên có thể chọn các chuyên ngành thuộc nhóm ngành khoa học xã hội, nhóm ngành khoa học tự nhiên hoặc là khoa học ứng dụng như là cơ khí và công nghệ, kỹ sư cơ khí tự động, kinh doanh và quản trị, khoa học xã hội và truyền thông, v.v. Thì chương trình đào tạo chứng chỉ nghề, chương trình này được đào tạo từ 1 cho đến 2 năm và còn rất là nhiều trường khác với mức học phí thấp như là Seattle Central Community College, East Tennessee State University và còn rất là nhiều trường khác tại Mỹ với mức học phí khá phù hợp. Thì để chi tiết hơn về các trường đại học giá rẻ tại Mỹ cũng như là những cái vấn đề việc làm tại Mỹ đối với du học sinh như thế nào, các bạn có thể liên hệ công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Chào các bạn, mình là Trâm. Mình vừa mới phỏng vấn về luôn á. Mình phỏng vấn 8 giờ sáng nay á, có visa rồi. Quê mình là ở Lâm Đồng. Mình biết Tân Đại Dương á là do một cái bạn đó cũng làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, xong rồi cái bạn đó đã phỏng vấn giới thiệu cho mình tới đây á. Thời gian rảnh á là mình coi mấy cái phim của Mỹ á, coi mấy cái dạng sitcom như là Friends hay là How I Met Your Mother, những cái dạng phim như vậy á, nó làm cho mình nói tiếng Anh tự nhiên hơn, giống người bản xứ hơn. Cái lý do mà mình chọn Mỹ để du học á là mình tốt nghiệp ngành công nghệ sinh của trường đại học khoa học tự nhiên. Xong cái giờ mình xin đi du học bên Mỹ là học bằng thạc sĩ, bằng master á. Thì lúc mà mình đi học bằng master bên Mỹ về, bằng của mình có giá trị hơn ở Việt Nam thì đương nhiên là cũng dễ kiếm việc hơn. Khi mà qua bên Mỹ học á, năm đầu tiên là mình sẽ học tiếng Anh, xong sau đó là xin vô học bằng học master của cái trường mà liên kết với cái trung tâm Anh văn đó luôn. Cái trường mình chọn đó là State University, The College at Brockport. Cái trường này thì nó có tới 180 năm kinh nghiệm rồi, với cái nó cũng chuyên về các ngành về về khoa học, nó cũng có các chuyên ngành về kinh tế nữa. Cái đánh giá về cái trường này thì cũng tốt. Mình dự định là ở trong ký túc xá của trường luôn, tại vì cái ký túc xá nó nằm trong trường thì rất là thuận lợi cho cái việc đi học nè, cũng như cái việc mà giao tiếp với các bạn khác rồi trao đổi về học tập văn hóa gì đó. Thì cái lúc mà mình làm hồ sơ ở Tân Đại Dương á, mình cũng lo lắng lắm, kêu là trời, lần trước mình rớt rồi lần này chắc cũng rớt nữa, sợ lắm. Cái làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì anh chị cũng thoải mái. Khi mà bắt đầu làm hồ sơ là chị Thúy là hướng dẫn của mình, là chị sẽ tìm cái trường phù hợp cho mình, sau đó là giúp mình điền mấy cái đơn để xin E20. Sau đó khi mà bắt đầu có E20 là mình sẽ học với anh Khôi. Anh Khôi sẽ hướng dẫn mình tìm kiếm những cái thông tin của trường, rồi thông tin về ban này nọ, rồi cái quy trình mà học của mình ở Việt Nam, cũng như giới thiệu sơ sơ là mình sẽ đi phỏng vấn như thế nào để tự tin hơn. Còn chị Thúy cũng giúp em rất là nhiều. Cái ngày mà test cuối cùng của chị Thúy á, chị Thúy làm cho em cảm thấy rất là an tâm. Với lại cái buổi mà gặp với anh Bảo Anh là giám đốc á, thì anh tạo cho mình cảm giác rất là thoải mái, không có sợ. Hôm nay lúc mình đi phỏng vấn thì mình cũng cảm thấy giống như vậy, thì rất là tự tin. Mình nhìn, mình đánh giá được là người này có tự tin hay không, chứ không giống như ngày xưa. Ngày xưa là mình ngồi mình chỉ tập trung vô bài của mình, trời, tập trung học vậy đó. Nếu mà bạn bè hoặc người thân của mình mà có dự định đi du học á, mình nghĩ là sẽ tiếp tục làm hồ sơ ở Tân Đại Dương. Mình thấy tốt nhất đó là cái phần chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình thôi. Còn cái phần chuẩn bị hồ sơ nó là cái vật mà mình cầm ở ngoài, còn cái mà chuẩn bị tâm lý mới là cái quan trọng nhất. Mình muốn cảm ơn tất cả các anh chị mà đã giúp mình làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, anh chị dễ thương.